mua đồ ăn cho thú cưng nhà mình ăn nhá. Vào đi. Ơ, ở chỗ kia bán rocket kìa. Ơ, từ từ đại chị ơi. Ơ, rocket, đại chị ơi. Rocket. Ê, này, rocket vui đi. Đại chị ơi. Này, em thích cái rocket này, chị mua cho em đi. Ơ, em phải trả gói đấy chứ sao em lại lấy của cô. Ở trong lớp bạn nào cũng có rồi, mới mình em chưa có thôi. Cô ơi cô, cái con cho nhanh người nhẹ bắp kít là bao nhiêu tiền vậy cô? 100.000 cháu ơi. Thôi em ơi, trả cô đấy đi, chị không có đủ tiền đâu. Nhưng mà em thích. Thôi, em lấy cái này. Cô ơi cô, thế con khủng long này bao nhiêu tiền vậy cô? 20.000 cháu ạ. Cháu mua con khủng long cho em cháu. Rồi cô bán cho. Cô bán cho cháu luôn quả táo này về cháu cho con thú cưng nhà cháu ăn. Ừ, 5.000 cháu ơi. Đây cô. Được rồi. Em thích chưa? Em thích. Dạ thôi cháu chào cô ạ. Lần sau em không được hư như thế đâu nhá. Em gặp người lớn tuổi, em phải biết mình chào. Vâng. Đi. Các bạn thấy con thỏ trắng với con thỏ vàng nhà mình đẹp không? Mà ăn nhè giòn tan luôn. À. À. Các bạn thấy thỏ nhà mình hiền không? Đây nè, mình bé đây nè. Đấy, thỏ nhà mình ngoan lắm. Ui. Ngoan các bạn ạ. Đây này, bắp kít đây này. Tay đâu, ăn đi. Này, ăn thì thôi. Này, ăn đi. Kiều, 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 kiều. Kiều, 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 kiều. Đây này, bắp kít đây này, mày chơi đi, tao cầm cho mày ăn rồi đây. Này, ăn đi. Ôi giời, ôi giời. Các bạn này, mình ăn cho thỏa bắp kít các bạn ạ. À. À thôi. Kiều, 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 kiều. Ôi. Vịt cũng vào ăn luôn. Cùng thêm mèo, 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 mèo. Trong dọn ra này, bắp kít đây, ấn đi. Ôi các bạn ơi, mình ăn cho mèo ấm bắp kít các bạn ạ. Ấn này, được rồi. Ấn này, ồ. Ấn, ấn này. Ấn này. Ồ. Dạ, ói. Đấy, ấn được rồi thầy. Ngoan nhé. Bào, bào. Đấy, đúng rồi. À, ừ. Ấn hậu luôn nhá. Thông tin cho lộn ràng ngoài đến các con sư tử. Bye bye các bạn.